một cuộc thi hoàn toàn mới dành cho các nhà thiết kế tài năng. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, bắt đầu từ năm 2016, Việt Nam International Fashion Week sẽ tổ chức cuộc thi mang tên Việt Nam Emerging Designer. Việt Nam Emerging Designer, nhà thiết kế tài năng Việt Nam, đồng hành cùng thương hiệu trang sức cao cấp P&G. Đây thực sự là một cơ hội, là bước đệm quý giá cho các nhà thiết kế tài năng. Quán quân của cuộc thi sẽ có cơ hội trình diễn bộ sưu tập trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016, lần đầu tiên tổ chức tại thủ đô Hà Nội, cùng những tên tuổi lớn trong làng thiết kế Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, quán quân còn nhận được giải thưởng 200 triệu đồng từ thương hiệu trang sức cao cấp P&G. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại hai địa điểm: Hà Nội ngày 23 tháng 8 tại The Garden Shopping Center, khu đô thị The Manor Mỹ Đình, Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Grand Palace, 142/18 đường Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ dự thi bao gồm bản vẽ phác thảo 5 mẫu trang phục Thu Đông kèm theo mẫu vải, sơ yếu lý lịch, một đơn đăng ký tham gia chương trình kèm theo một mẫu sản phẩm. Thông tin chi tiết truy cập www.facebook.com/vietnamemergingdesigner hoặc liên hệ hotline 0938054366. Việt Nam Emerging Designer, cơ hội tỏa sáng của tài năng thiết kế Việt.